thị xã Hà Giang qua cao nguyên Đồng Văn, bạn sẽ được đặt chân lên mỏm đất Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc. Đường đi treo leo bên vách đá, bên vực sâu, nhìn lên cao hoặc nhìn xuống thung lũng đều xa ngút tầm mắt. Vùng cực bắc này, 3/4 diện tích tự nhiên là đá với nhiều hang động hàng triệu năm tuổi, những con sông ngầm sâu hàng trăm mét dưới tầng đá vôi. Đây cũng là nơi tập trung nhiều loại hình di sản, nổi bật là di sản địa chất và di sản văn hóa. Trong đó, nhiều di sản được xếp hạng quốc gia và quốc tế. Nên năm 2010, Đồng Văn chính thức được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Giữa miên man biển đá ấy, cột cờ Lũng Cú, niềm tự hào của nước Việt, nơi cực bắc của Tổ quốc đang tung bay trên đỉnh Lũng Cú, hay còn được gọi là núi rồng, có độ cao 1.600m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, nằm cách cột mốc 425, điểm cao nhất của Tổ quốc Việt Nam, thuộc thôn Xéo Lủng, chừng vài trăm mét. Ý nghĩa của tên gọi Lũng Cú có nhiều cách lý giải. Có người nói đó là cách gọi theo tiếng Quan Hòa của hai chữ Long Cư, có nghĩa là nơi rồng ở. Đỉnh Lũng Cú như hàm rồng mở rộng hướng thẳng lên trời, hai bên chân núi có hai hồ nước không bao giờ cạn, giữa đỉnh trời và xanh ngắt như hai mắt rồng, giúp cho người dân sống tại nơi này không lo hạn hán. Một cách lý giải khác là Lũng Cú là cách đọc chệch của từ Lũng Cừu, theo ngôn ngữ của người Mông thì có nghĩa là Lũng Ngô. Bởi cánh đồng thèn pả lớn nhất ở Lũng Cú trồng rất nhiều ngô, quanh năm xanh tốt. Lại có giả thiết Lũng Cú là tên người đứng đầu một dòng họ dân tộc Lô Lô, có công khẩn hoang gìn giữ và phát triển vùng đất. Thái úy Lý Thường Kiệt cũng có lần hội quân lớn ở địa điểm này, nhằm biểu dương sức mạnh và ý chí bảo vệ bờ cõi. Nhưng nhiều người cho rằng Lũng Cú có lẽ bắt đầu từ chữ Long Cổ, nghĩa là trống rồng. Sử sách còn kể lại, vào thời Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung đã cho đặt ở nơi biên ải hiểm trở này một chiếc trống lớn, để khi biên cương có giặc thì nổi trống báo hiệu cho quân triều đình đến ứng cứu. Đó không chỉ là hiệu lệnh, là phương tiện thông tin của quân đội Tây Sơn, mà còn như một sự khẳng định chủ quyền của đất nước. Trong cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Lũng Cú hiện nay, thì chỉ có người Lô Lô là sử dụng thành thạo trống đồng. Trống đồng của đồng bào Lô Lô có nguồn gốc từ trống đồng Đông Sơn. Như vậy có thể nói, họ đã được ban tặng và hiện còn bảo lưu được những hiện vật lịch sử văn hóa quý giá tiêu biểu rực rỡ của thời Hùng Vương. Hôm nay, những bậc thang đá dẫn lên cột cờ Lũng Cú đang đón những bước chân của một người quen cũ. Một người dường như đã dành cả đời mình để gắn bó với vùng cao nguyên đá mênh mông. Ông là Hùng Đình Quý, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn và cũng là tác giả của cột cờ Lũng Cú bằng cây thông cách đây hơn 30 năm về trước. Cuối năm 77, thì tập thể lãnh đạo huyện với bàn là làm cái đường từ xã Mã Lễ lên Lũng Cú. Ngày 12 tháng 1 năm 78 thì mới bắt đầu làm lễ thông xe. Đã chỉ đạo dân cung của xã Lũng Cú là cử ra 25 người mua một cái cây thông ở dưới thung lũng này khiêng lên. Cứ khiêng như là kiến khiêng con giun ấy. Lúc bây giờ chỉ nghĩ là cái đoạn từ dưới bãi thông làm lễ này lên đỉnh núi nó xa, cho nên là chỉ nghĩ là làm một cái lá cờ nó to. Thế thì mới giao điện về cho các anh ở nhà phân công cho bà con người ta may một cái lá cờ 54 m² để sau này thì nó lại ứng với 54 dân tộc. Tại các bản nhỏ dưới chân núi rồng, ta sẽ được gặp những người già, những thanh niên trai tráng, người Lô Lô, Mông Dao. Trong 4 tháng ròng rã, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2000, những chiếc quẩy tấu thô mộc này cùng với bước chân cần mẫn của họ đã kéo lên đỉnh rồng 2 tấn thép, 8.000 viên gạch, gần 40 mét khối đá, 30 mét khối cát để xây lên cột cờ vạn thuở. Từ trên cao nhìn xuống, những bản làng xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen, tất cả ngời lên một sức sống bền bỉ trường tồn nơi biển đá. Cũng từ trên cao nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy dòng nho quế uốn khúc chỉ còn như sợi chỉ mỏng manh, tạo thành một đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Trung. Khi mà lên dự lễ thông xe mà thấy lá cờ
bay trên kia thì bà con là phấn khởi lắm. Có nhiều bà con là đi ra dự lễ thì cứ ngắm miết cái cờ, lá cờ tung bay ở trên đỉnh cao, lúc hôm ấy lại là nắng nữa, cho nên trông thì cái không khí ngày hội lại càng tưng bừng. Thế là vào sau này cái lá cờ nó treo ở trên kia thì theo tôi biết thì nhiều bà con là nhiều khi cái khu dân cư ở đấy có lúc buồn lúc vui thì họ nghĩ đến Bác Hồ rồi họ ra ngoài họ ngắm lá cờ bay thì nó lại biến, là nó lại mất đi cái nghĩ ngợi của bản thân. Để cột cờ Lũng Cú xứng đáng là niềm kiêu hãnh của quân dân cả nước, năm 2010, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã khởi công xây dựng và nâng cấp cột cờ với kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng, mô phỏng theo hình cột cờ Hà Nội. Ngày 25 tháng 9 năm 2010, nhân dân cả nước đã đổ về Lũng Cú tham dự lễ khánh thành cột cờ và để tận mắt chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng. Cột cờ mới có chiều cao 33m15, được thiết kế hình bát giác, xung quanh thân cột gắn 8 mặt chống đồng Đông Sơn và dưới chân cột cờ là 8 tấm phủ điêu đá xanh được chạm khắc công phu, minh họa cho các thời kỳ lịch sử của đất nước cùng các phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Hà Giang. Trong dòng người đông đảo và rực rỡ sắc màu ấy là màu áo xanh của những người lính biên phòng thuộc đồn biên phòng Lũng Cú, bộ đội biên phòng Hà Giang. Ngoài việc bảo vệ an ninh quốc phòng vùng địa đầu cực Bắc này, một trong những nhiệm vụ quan trọng của các anh là đảm bảo cho sắc cờ trên đỉnh núi Rồng lúc nào cũng uy nghi thắm đỏ, bởi đó là hồn thiêng sông núi của Tổ quốc. Do sức gió trên cao rất mạnh, trung bình mỗi tuần các anh phải thay cờ một lần. Với các anh, đó là một vinh dự thiêng liêng không phải ai cũng có được. Chứng kiến lễ khánh thành cột cờ Lũng Cú, Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy của lực lượng bộ đội biên phòng đã không giấu được niềm xúc động. Với tư cách là những người chiến sĩ biên phòng dự buổi lễ hôm nay, thì chúng tôi cũng thấy rằng là được đứng trước lá cờ, đứng trước cột cờ, thì chúng tôi có cảm nhận được đó là cái niềm tin, đó là cái sức mạnh, là điểm tựa cho quân dân biên giới nói chung, cho những người chiến sĩ biên phòng nói riêng, tiếp nhận được cái sức mạnh của không chỉ của phía sau đối với phía trước, mà đấy là cái sức mạnh của lịch sử. Và qua đấy chúng tôi cũng trân trọng biết ơn những người dân nơi đây, những người dân đã gắn bó với một vùng đất rất là khắc nghiệt, nhưng mà họ đã bén rễ trở thành những cây tùng, cây bách, những cây thông ở trên cái miền đất rất là thiêng liêng này. Đến với Lũng Cú Đồng Văn là đến với một vùng biên cương còn nhiều nhọc nhằn gian khó nhưng cũng rất đỗi anh hùng. Lên Lũng Cú, bạn sẽ cùng những người lính biên phòng cảm nhận được sự thiêng liêng từ những điều bình dị nhất. Từ Lũng Cú, anh hiểu thêm Tổ quốc, chóp nón chở che chung thủy bao đời, đêm xòe tay chạm Lũng Cú tuyết rơi. Các anh vẫn đi dọc dài biên giới, áo biên phòng xanh mãi tuổi 20.